Bạn đang là sinh viên, bạn muốn mua điện thoại nhưng kinh tế lại không cho phép, hay bạn muốn mua một chiếc điện thoại giá thật hạt rẻ nhưng mà lại chất lượng ok? Đó chính là những lăn tăn mà các bạn sinh viên ngày nay hay gặp phải. Và hôm nay Nhi sẽ giúp các bạn nha. Sau đây sẽ là top 5 sản phẩm smartphone mà theo Nhi nghĩ là rất đáng để mua trong phân khúc giá từ trên dưới 2 triệu, rất phù hợp với các bạn học sinh sinh viên. Cùng theo dõi nha. Và đề cử đầu tiên của Nhi đó chính là chiếc Mi Smart Star 4. Vì sao lại chọn chiếc này đầu tiên ư? Bởi vì người Việt ưu tiên dùng hàng Việt mà. Dòng smartphone này sở hữu màn hình IPS LCD 6.9 inch, độ phân giải Full HD cộng với màn hình dạng giọt nước. Ở phân khúc thấp nên máy sử dụng bộ chip MediaTek Helio B35 8x với 2GB RAM cùng 32GB bộ nhớ trong. Máy cũng có tích hợp cảm biến vân tay mặt lưng. Và một điểm cộng nữa đó chính là dung lượng pin khá ổn với 3500mAh, sạc nhanh 10W. So với các đối thủ đáng gờm từ Trung Quốc thì con Mi Smart Star 4 được coi là một đại diện của Việt Nam, có đánh giá tốt từ chất lượng đến giá thành. À, nếu bạn muốn nâng cấp bộ nhớ lên 3GB thì có thể mua phiên bản 2.490.000 nè. Và sản phẩm tiếp theo nằm trong phân khúc này đó chính là con Xiaomi Redmi 9A với giá là 1.990.000 đồng. Theo đánh giá thì con này cũng nhận về rất là nhiều phản hồi tốt từ người sử dụng. Có lẽ đây là smartphone nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong phân khúc này. Điểm mạnh của con Xiaomi vẫn nằm ở cấu hình với sự góp mặt của bộ vi xử lý MediaTek Helio G25 8x, sở hữu 2GB RAM và 32GB bộ nhớ trong. Redmi 9A được đánh giá là có ngoại hình đẹp, có tác vụ tốt, pin trâu với dung lượng là 5000mAh. Màn hình của nó thì rộng 6.53 inch, độ phân giải là HD cộng. Các anh em cũng có thể chơi liên quân trên con này tuốt tuần tuột luôn nha. Ngoại trừ lâu lâu thì có hơi giật giật lát lát một tẹo. Nhưng với tầm giá 2 triệu đô lại thì như vậy là quá ổn rồi. Và sản phẩm tiếp theo trong phân khúc này có giá nhỉnh hơn một chút đó chính là con Vivo i1s với giá là 2.190.000 đồng. Đây là một chiếc smartphone có màn hình tràn halo tuyệt đẹp với kích thước là 6.22 inch, dung lượng pin là 4030mAh, bộ nhớ lớn có 32GB bộ nhớ trong. Ngoài ra thì máy này còn tích hợp nhận diện khuôn mặt thông minh, giúp cho chiếc điện thoại trở nên xịn sò hơn. Một điểm sáng nữa đó chính là con này chụp hình khá ổn, có thể đảm bảo được cho bạn những bức ảnh ổn áp với công nghệ làm đẹp AI. Và iTel S15 Pro cũng là một sản phẩm đáng tiền nằm trong phân khúc giá từ dưới 2 triệu đồng. Mặc dù thì thương hiệu của nó không quá nổi tiếng cho lắm. Và đương nhiên thì đây cũng là một smartphone đến từ thương hiệu Trung Quốc. Điểm mạnh ở iTel S15 Pro đó chính là màn hình kích thước to bự lên đến 6.1 inch, đạt độ phân giải Full HD cộng. RAM thì ở mức 2GB, 32GB bộ nhớ trong và dung lượng pin có vẻ như thấp, chỉ đạt ở mức là 3000mAh. Tuy vậy, con iTel S15 Pro này thật sự tốt nhất đó chính là hệ thống cụm 3 camera mà có thể nói là không một chiếc smartphone nào có được trong tầm giá này. Chính vì vậy, nếu như mà bạn nào chúng ta yêu thích chụp hình thì Nhi nghĩ con điện thoại này là một lựa chọn sát suất rồi đó. Rẻ hơn nữa trong phân khúc này đó chính là con Nokia C2 nằm ở mức giá là 1.500.000. Máy dùng con chip Spreadtrum SC9832E 4x, RAM thì hạn chế ở mức chỉ 1GB và bộ nhớ trong của nó là 16GB. Dung lượng pin là 2800mAh cùng màn hình có kích thước là 5.7 inch. Con số không mấy ấn tượng như vậy thì một câu hỏi đặt ra đó chính là liệu với 1.490.000 đồng thì chúng ta có đáng để mua nó hay không? Câu trả lời là hoàn toàn có nha. Nokia trang bị cho máy nền tảng Android Go siêu nhẹ. Nó không cần đòi hỏi cấu hình mạnh nhưng tối ưu tốt, tha hồ lướt web, đọc mail hay chơi mạng xã hội. Dẫu rằng bộ nhớ có hơi thấp một tẹo nhưng chúng ta cũng không thể nào đòi hỏi quá cao ở mức giá này mà. Ta-da! Vừa rồi chỉ là 5 đề xuất mà mình nghĩ là rất phù hợp cho các bạn sinh viên đang muốn mua chiếc smartphone nhưng mà vẫn đảm bảo được chất lượng. Cho nên các bạn cứ tham khảo nha. Nếu thích thì hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những video hấp dẫn nữa. Xin chào!